Vâng, thế à? Vâng. Anh giới thiệu anh tên công ty giải pháp công nghệ Hà Giang, chi nhánh 2 Vị Xuyên. Thế là cùng Huy Quốc Mobile đang giới thiệu về kích hoạt năng lượng mặt trời. Rất là mát. Làm nhiều cũng mệt rồi, thì nóng rồi thì cháu thương thiêu cái quạt chạy thử xem thế nào. Đây cháu lấy quạt chạy thử cho cô nghỉ giải lao tí nhá. Em cứ vào với lắp đi. Đấy em để đấy xong cái gì. Em cứ quay cả lắp đi xong bắt đầu là anh này. Đây xin giới thiệu với các bạn, đây là một chiếc quạt là cây của chúng tôi. Tấm pin năng lượng mặt trời tách trời như này. Quá mát đấy nhỉ. Đấy. Cái phần pin ra cho ánh sáng. Đấy, có một cái quạt của chúng tôi là có một cái tấm pin mặt trời như này rất là tiện. Đấy các bạn thấy trời nắng chưa? Trời nắng như này có nghĩa là cái gì? Vâng, chúng tôi sẽ để các cô cấy hết từ đây xuống cái kia, xong rồi sẽ mời các cô lên nghỉ ngơi và để xem quạt nó như thế nào. Các cô ơi, xong rồi chuẩn bị nghỉ ngơi giải lao các cô nhỉ. Khoản mát lắm. Chỗ nào cũng mát. Chỗ nào cũng mát. Khoản mát lắm. Chỗ nào cũng mát đây này. Thử quạt xem thế nào. Chỗ nào cũng mát. Mày tắt máy đi ra đây mà hưởng thụ quạt đây này, còn năng lượng này mai làm cái. Hôm nào làm cái đi. Có pin ở đâu? Đây là sau này. Đấy. Mình di chuyển. Cái này là mình sạc bằng cái năng lượng này. Đúng rồi, đây là lúc cắm vào là mấy tiếng? Chạy được 12 tiếng. 12 tiếng à? Vâng. Tức là 12 tiếng nó mới hết pin thì thoải mái. Cái này khác gì cái loại tích điện nhỉ? Vâng đấy. Cái này khác gì đúng rồi. Loại tích điện? Nó lại như một cái loại tích điện của thằng điện lưới ấy, thì nó có một cái là mùa hè mình dùng
thế xong mình cất đi, sang một đâu mình dùng thì lỗi mình sạc thì nó không được chuẩn được. Nó không được bền bằng cái này. Cái này nó khác hơn. Cái này của bọn cháu là nó tất cả nó dùng bằng pin. Này có bảo hành không? Có, bảo hành 2 năm. Đấy, tất cả các bạn không dùng bảo hành chỉ 1 năm thôi. Nếu hỏng. Ok, bảo hành 2 năm. Bảo hành 2 năm. Cái này của nó bọn cháu là dùng là pin sắt cốt phát. Nó rất là chuẩn, nó có chế độ chống tràn. Vì thế rau dấn này thì có ai ăn mà lấy cho rau dấn này đấy. Hả? Có ai ăn mà lấy rau dấn này làm gì? À, em thấy em hái thôi. Mang đây. Đấy, mang đi. Đây, các cô đây. Đấy, đúng rồi, hưởng hoang hưởng tí. Đấy, các cô đến bắt đầu. Hưởng tí gió đây, các cháu nó khuyến mại một... Quạt thử này. Khuyến mại gió. Và đấy ngồi cháu rồi. Quạt mát nhỉ, quạt mát. Đấy. Cô đang nóng. Đấy. Quá tuyệt vời. Mà giữa cánh đồng này chúng ta lại sau này có điện lại chạy được nhỉ? Đúng rồi, làm cô thấy làm sao nó lại quay được, mát thế. Đấy. Đấy các cô về xem nào, ủng hộ cho mình. Nếu không có cái này nó có mát không? Có hết ạ. Kể cả không có mặt trời, chỉ cần trời sáng thôi cũng được. À. Vâng. Thế phải hỏi để biết rõ. Nó hay như thế. Ôi, thế cái này nhưng mà bọn cô hưởng bọn cô lên video cho cháu thì cháu có giảm giá không? Có nhất trí nhá. Vâng. Đấy các cô cứ xem nào, ủng hộ thì qua công ty cháu, con cháu lấy con cháu lắp đặt cho tại nhà luôn. Vâng vâng, con cháu lắp tại nhà luôn cho. Rồi sói nhá. Đấy. Không phải hên cúc đâu. Nói sói nhất xá rồi. Nói sói nhất rồi đấy. Nhà hên cúc. Đang em đang hỏi là có bảo hành không? Em bảo hành lúc hỏng không mua đâu. Nhưng mà bảo hành 2 năm thì mua. Nhất trí mà. Đấy nói chuyện để lấy cái tấm pin này bọn cháu sẽ lắp ở trên mái nhà. Xong rồi dòng dây xuống. Đấy. Rồi thế cháu chào các cô nhá. Rồi. Cháu thu dọn cháu đồ. Cháu nhớ giảm giá 2 cái quạt này nhá. Vâng. Cô mua này. Cháu giảm giá đi. Cô thì alo hoặc là ra cho bọn cháu sẽ nhất trí. Các cô là ở Lạng Đông, hôm nào đến người Lạng Đông. Cô biết rồi, cô mang cô mua 2 cái vỏ ốp. À vâng. Cái gì cũng đi đâu đi qua cháu ơi, nhất trí. Vâng. Nhớ giảm giá nhé, cái là khi mất điện thì cũng được. Vâng, xin chào quý cô bạn, chương trình của tôi đến đây là kết thúc. Hôm nay chúng tôi đã đến giới thiệu về quạt mát cho các cô ở ngoài cánh đồng đây, mà giữa cánh đồng đây mà chúng tôi cũng có những chiếc quạt chạy rất là tuyệt vời. Thì thông qua những chương trình như này thì cũng mong muốn rằng tất cả những người, những hộ nông dân và chúng ta cũng sẽ có những chiếc quạt mát mà để tiện dụng cho gia đình khi mất điện, hay hoặc là chúng ta sẽ tiết kiệm tiền điện cho gia đình của mình. Vâng, xin hẹn gặp lại quý vị bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.